Chào mừng quý vị đang đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ghi nhận ngày đầu xác nhận nhập học trực tuyến và nộp hồ sơ các lớp đầu cấp. Chiến sĩ công an trả lại 45 triệu đồng cho người dân đánh rơi. Giải sổ số Powerball của Mỹ đã có người trúng độc đắc hơn 1 tỷ đô la. Một cô gái bị kéo lê trên đường khi giành lại xe máy bị trộm. Thưa quý vị, từ năm 2000 đến nay, tỷ suất sinh của thành phố Hồ Chí Minh liên tục giảm, chỉ còn 1,39 con một phụ nữ tính đến năm 2022. Thành phố đã đặt mục tiêu hướng tới năm 2030 là 1,6 con một phụ nữ. Tuy nhiên, việc nâng tỷ suất sinh hiện nay vẫn là bài toán khó. Mãi 2 năm sau cưới, vợ chồng chị Thanh Huyền mới quyết định sinh con đầu lòng vì còn nhiều băn khoăn. Tôi cũng muốn là có một khoảng thời gian hai vợ chồng cùng chuẩn bị về tinh thần và điều kiện kinh tế thì mình sinh em bé ra thì mình có sự chăm sóc em bé tốt nhất. Cũng e ngại sinh bé thứ hai. Dạ, tại cũng đi làm đồ này kia với lại gửi bên nội ngoại cũng sợ hai bên cực rồi không có yên tâm lắm á. Những năm gần đây mức sinh ở các bệnh viện lớn như Hùng Vương, Từ Dũ ghi nhận giảm so với các năm trước. Để thực hiện được mục tiêu về mức sinh, những chính sách hỗ trợ kịp thời là rất cần thiết. Đối với người phụ nữ thì mình cũng nên có những cái chính sách để khuyến khích cho họ được học tập, nâng lương, có những cái điểm cộng trong các cái hoạt động thi đua, nâng cái mức mà hỗ trợ cho người dân khi mà sanh hoặc là cho điều trị em bé dưới 5 tuổi. Các chính sách càng sớm được triển khai sẽ càng giúp người dân yên tâm hơn trong việc sinh và nuôi con, từ đó cải thiện mức sinh và kéo dài thời kỳ dân số vàng của Việt Nam. Hôm nay là ngày đầu tiên các bậc phụ huynh bắt đầu xác nhận nhập học trực tuyến và nộp hồ sơ các lớp đầu cấp cho con em. Do năm nay là năm đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhập học trực tuyến nên phụ huynh còn nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, các trường đã chủ động nhiều phương án hỗ trợ giúp việc tuyển sinh trực tuyến được thuận lợi hơn. Trong ngày đầu tiên nhận hồ sơ nhập học, trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám quận Bình Thạnh đã có sự chuẩn bị chu đáo, thực hiện thủ tục tinh gọn, hỗ trợ tối đa cha mẹ học sinh. Trực tuyến này nó tạo cái điều kiện thuận lợi về rút ngắn cái thời gian và thủ tục cũng rất là dễ. Đối với các phụ huynh không dành công nghệ, trường Đức Trí quận 1 đã bố trí sẵn máy in sẵn sàng hỗ trợ in phiếu. Thì rất là tiện lợi và nhẹ nhàng cho phụ huynh mà cũng đỡ tốn kém. Dù vẫn có một số sai sót về thông tin của phụ huynh và học sinh cũng như một số lỗi kỹ thuật trên phiếu nhập học, nhưng việc tuyển sinh trực tuyến vẫn mang lại nhiều thuận lợi cho các trường. Mô hình này là giúp cho các trường là thống kê số liệu rất là nhanh chóng. Từ đó thì mình có cái hướng, cái kế hoạch để tuyển sinh cái tiếng nó chính xác hơn. Việc triển khai tuyển sinh đầu cấp trực tuyến không những giúp phụ huynh có thể đăng ký thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, mà còn hỗ trợ công tác quản lý tuyển sinh được minh bạch và công bằng, hạn chế hồ sơ ảo như các năm trước. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị có gần 1.000 km đường sông, hệ thống kênh rạch kết nối với nhiều tỉnh, thành cùng nhiều hoạt động kinh tế đa dạng. Thời gian gần đây, thành phố đã tận dụng điều này, xây dựng và công bố nhiều sản phẩm du lịch đường thủy hấp dẫn để phục vụ du khách, tăng cường phát triển thế mạnh của một đô thị sông nước. Du ngoạn ngắm sông Sài Gòn đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến với thành phố mang tên Bác. Đây là lần đầu tiên, chắc chắn là thích thú rồi. Các vị khách đi cuối cùng với mình thì thấy là đều khen hết. Tour đường thủy đi đảo Thiền Liền, huyện Cần Giờ cũng rất hút khách. Đến đây, du khách được tìm hiểu về nghề làm muối, trải nghiệm hoạt động du lịch gắn với văn hóa địa phương. Nhiều công ty doanh nghiệp lữ hành đánh giá tiềm năng du lịch đường thủy tại thành phố là rất lớn. Thì chúng tôi thấy rằng nhu cầu cực kỳ to lớn, giống như Sài Gòn Waterbus thì một ngày bình thường đã tới 2.500 lượt khách. Thứ bảy, chủ nhật đã từ 3.500 đến 3.700, mà trong khi là chúng tôi chưa hoàn thành dự án. Thành phố đạt mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 10 chương trình du lịch đường thủy được khai thác trên tất cả các tuyến kênh và sông Sài Gòn, cũng như liên kết với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bến Tre. Thưa quý vị, theo bảng xếp hạng chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, thành phố Hồ Chí Minh đã vươn lên xếp hạng thứ 2 toàn quốc. Không chỉ chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính, về văn hóa, du lịch cũng có nhiều thay đổi. Theo đó, thành phố đang đầu tư xây dựng mô hình bảo tàng thông minh, bảo tàng số, tích hợp các phương thức trình chiếu, trưng bày hiện đại để thu hút du khách tham quan trong và ngoài nước. Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ đã ứng dụng công nghệ mới trong trưng bày, đồng thời xây dựng trang web và ứng dụng mang tên Smart Museum.
Ví dụ bây giờ khách mà muốn xem hiện vật, họ có thể đứng đây, họ nhấn vô đây. Nó sẽ hiện lên cái hiện vật và nó sẽ quay 360 độ. Khách muốn coi góc nào cũng được. Bảo tàng đã tích hợp nhiều hơn những cái chuyển đổi số. Rất là tiện ích khi mà có thể lên trên web của bảo tàng. Nhưng mà thực ra thì tham quan trưng bày online thì nó sẽ không có được cái cảm xúc như là đến với bảo tàng thật. Bảo tàng chứng tích chiến tranh với đặc thù trưng bày các loại vũ khí chuyên biệt cũng đã số hóa thông tin và triển khai các kỹ thuật 3D mapping để tái hiện các sự kiện lịch sử. Tham quan mô hình 3D đi trên nóc của chuồng cọp. Ở phía trên như vậy thì mình sẽ quan sát được phía dưới là các chiến sĩ họ bị giam giữ như thế nào. Và thậm chí là chúng ta có thể nhìn thấy được những cái phương thức mà những người cai ngục họ tra tấn các chiến sĩ. Ví dụ như là đổ nước hoặc là đổ vôi bột xuống. Mỗi ngày, các bảo tàng đón rất nhiều lượt khách tham quan. Trong đó có một lượng lớn học sinh sinh viên học các giờ lịch sử ngoại khóa. Và đây là động lực khiến các bảo tàng càng phải nỗ lực chuyển đổi. Nhặt được 45 triệu đồng. Một chiến sĩ công an đã giao nộp để trả lại cho người đánh rơi. Người có hành động đẹp này là Thượng sĩ Nguyễn Phương Nam, công tác tại Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, khoảng 5 giờ 15 phút sáng nay, trong khi chạy thể dục cùng đơn vị, khi đến trước số nhà 42 đường Nguyễn Hữu Thấu, thành phố Buôn Ma Thuột, thì Thượng sĩ Nguyễn Phương Nam phát hiện có tiếng chuông điện thoại phát ra từ một chiếc túi sách bên vệ đường. Anh cùng các đồng đội kiểm tra thì thấy bên trong túi sách có một điện thoại di động, quần áo, dép và một bọc ni lông màu đen, bên trong có 45 triệu đồng. Ngay sau đó, các chiến sĩ đã báo cáo lãnh đạo đơn vị để xác minh tìm ra chủ sở hữu. Và chiều nay, đơn vị đã tổ chức trao trả tài sản trên cho anh Phạm Văn Nam, 35 tuổi, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột. Anh Nam cho biết khoảng 21 giờ hôm qua, trên đường đi công tác về thì anh đánh rơi chiếc túi. Sau đó anh quay lại tìm nhưng không thấy. Hai cá thể TT Java quý hiếm khi đang đi lạc trong đêm trên đường lộ tại tỉnh Bình Phước đã được một tài xế phát hiện kịp thời, bắt giữ và bàn giao lại cho cơ quan chức năng. Trước đó, vào khoảng 22 giờ hôm qua, anh Nguyễn Anh Dương, ngụ tỉnh Bình Phước, điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường DT741 hướng từ tỉnh Bình Dương về huyện Phú Riềng. Đến gần trạm thu phí đường DT741 thuộc xã Thuận Phú, anh phát hiện hai cá thể TT gồm một mẹ và một con, tổng trọng lượng khoảng 3 kg, đang đi lang thang trên đường nên anh dừng xe lại bắt hai con TT và đưa chúng về bàn giao cho công an xã Phú Riềng. Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên EVN, Việt Nam hiện có hai loài TT là TT Java và TT vàng. Đây là các loài động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ, tình trạng cực kỳ nguy cấp và bị nhiều đối tượng săn bắt buôn bán trái phép. Thưa quý vị, tập đoàn Tata của Ấn Độ sẽ xây dựng nhà máy sản xuất pin xe điện công suất lớn ở Anh để cung cấp cho các nhà máy Jaguar Land Rover của tập đoàn này. Dự án này sẽ là cú hích lớn cho ngành công nghiệp ô tô Anh trong thời gian tới. Theo kế hoạch mà chính phủ Anh và Tata công bố vào ngày 19 tháng 7, hãng này sẽ xây dựng nhà máy pin xe điện khổng lồ ở Anh trị giá 4 tỷ bảng Anh, tương đương 5,2 tỷ đô la Mỹ. Nhà máy sẽ sản xuất 10.000 pin megawatt một năm, tương đương với khả năng lưu trữ năng lượng lên tới 40 gigawatt một giờ. Dự án này tạo ra 4.000 việc làm mới. Trước đó, ở phút chót, chính phủ Anh của Thủ tướng Rishi Sunak đã vượt qua Tây Ban Nha, nước cũng tham gia vận động hành lang để giành được dự án. Anh đã tụt hậu so với các đối thủ châu Âu trong việc xây dựng hàng loạt nhà máy sản xuất pin cho xe điện. Hiện Liên minh châu Âu có hơn 30 nhà máy pin xe điện đang được xây dựng, trong khi Anh chỉ có 2 nhà máy sản xuất pin xe điện công suất nhỏ. Hơn 100 triệu con ong đã bị nhiễm độc và chết do hoạt động sử dụng thuốc trừ sâu sai quy định của người dân. Vụ việc gây ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng này đã xảy ra tại Mato Grosso, miền Tây Brazil. Viện bảo vệ nông trại của bang Mato Grosso đã tiến hành điều tra việc ong chết hàng loạt từ một tháng trước. Họ phát hiện dấu vết thuốc trừ sâu fipronil trên ít nhất 600 tổ ong. Hơn 100 triệu con ong đã chết, trong đó có nhiều loại ong trong danh sách cần được bảo tồn. Chúng tôi vẫn chưa kiểm đếm xong số ong chết và sẽ mất rất lâu, có thể đến 5 năm mới khắc phục được thiệt hại cho chúng tôi. Fipronil là thuốc trừ sâu được cấp phép sử dụng ở Brazil. Tuy nhiên, do có độc chất có thể làm chết ong, chính phủ đã cấm việc phun loại thuốc này từ trên cao. Người vi phạm có thể bị phạt tiền lên tới 225.000 real Brazil, tức hơn 47.000 đô la Mỹ. Số lượng ong tại Brazil sụt giảm mạnh thời gian qua, không chỉ do các hoạt động gây hại môi trường của con người, mà còn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và cháy rừng Amazon. Những bức tranh Phật giáo nổi tiếng trong các hang đá ở huyện Đôn Hoàng, Trung Quốc đang bị đe dọa trực tiếp bởi lượng mưa chưa từng có, hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu. Các nhà nghiên cứu cho biết lượng mưa ở thị trấn Trương Dịch và huyện Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc trong những ngày qua đã khiến các di sản thế giới được UNESCO công nhận gặp nguy hiểm.
Các tu viện hang động có từ thế kỷ thứ tư này đã bị hư hại. Nước mưa rò rỉ và độ ẩm tăng cao đã làm hư hỏng các bức tranh cổ trong hệ thống hang động mặt cao nổi tiếng, thậm chí một số hang đã bị sụp. Các di tích văn hóa ở Đôn Hoàng được bảo tồn trong nhiều thế kỷ nhờ khí hậu tương đối khô cằn của khu vực. Tuy nhiên, tần suất mưa vừa đến mưa lớn ngày càng tăng, dẫn đến độ ẩm bên trong hang động cao hơn. Một khi độ ẩm đạt tới 60-65% hoặc hơn, nó sẽ đẩy nhanh việc gây thiệt hại cho các bức tranh tường và tác phẩm điêu khắc bên trong hang động. Sự bất ổn của biến đổi khí hậu cũng khiến tình trạng của các di sản văn hóa không được quan tâm tương ứng. Trung Quốc hiện đang khảo sát di sản văn hóa trên toàn quốc, nhưng theo các chuyên gia, một số di sản có thể sẽ biến mất trước khi cuộc khảo sát này hoàn thành. Tại vùng Đông Bắc Ấn Độ, hàng trăm người đã cùng tổ chức nghi lễ truyền thống của nhà nông đánh dấu một mùa gieo hạt đã kết thúc. Lễ hội như là một lời khấn nguyện đến các thần linh, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Trong lễ hội mang tên Petian Klam, hàng trăm người thuộc tộc Pana tham gia một đám rước dài hàng cây số. Đi đầu là các nhóm thanh niên khiêng một chiếc kiệu đại diện cho từng làng. Trên kiệu có dán những lời khấn xua đuổi tà ma và đặc biệt là quỷ dữ gây bệnh dịch tả. Theo sau là dòng người vừa đi vừa thực hiện các điệu nhảy. Điều đặc biệt là chỉ có nam giới theo sau các đám rước và thực hiện nghi lễ, vì phụ nữ phải đảm nhận nhiệm vụ chuẩn bị lễ vật dâng lên thần linh. Phần cuối của lễ hội là một trận đấu bóng đá trên bùn giữa thanh niên các làng nhằm giành được phần thưởng là thanh gỗ may mắn. Giải sổ số Powerball của Mỹ đã có người trúng giải độc đắc. Giải lần này trị giá 1 tỷ 80 ngàn đô la Mỹ, là giải độc đắc cộng dồn lớn thứ 6 tại Mỹ. Cơ quan tổ chức giải sổ số Powerball cho biết vé trúng giải độc đắc hơn 1 tỷ đô la Mỹ được bán ra tại cửa hàng Las Palmitas ở Los Angeles, bang California. Sau khi giải này được cộng dồn thành 900 triệu đô la, doanh số bán vé tăng vọt ở kỳ tiếp theo. Và khi nó nhanh chóng đạt 1 tỷ 80 ngàn đô la thì có người trúng giải. Người trúng thường có thể chọn cách nhận số tiền hàng năm hoặc chọn cách nhận một lần 558 triệu 100 ngàn đô la Mỹ sau khi được trừ thuế. Tỷ lệ trúng độc đắc của giải Powerball khá thấp, chỉ là 1 trong 292 triệu, nên giải thưởng có giá trị cộng dồn khá lớn. Hồi tháng 11 năm 2022, một người Mỹ đã trúng giải 2 tỷ đô la sau thời gian dài không có người trúng thưởng độc đắc. Tiếp theo trong phần thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông, đối tượng nổ súng trong đám giỗ làm 2 người bị thương, ra đầu thú. Nghịch tử giết mẹ, lãnh án chung thân. Thưa quý vị, khi giành lại chiếc xe máy bị lấy trộm, một người phụ nữ bị tên trộm kéo lê trên đường. Vụ việc xảy ra vào sáng qua tại phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời tường trình của chị H quê Bình Phước, nạn nhân vụ trộm, khoảng 10 giờ sáng qua, chị dọn xe bán cà phê đưa vào bên trong căn nhà nằm trên đường Nguyễn Văn Lượng. Trong lúc chị H kéo thùng đựng đá, thì một người đàn ông đi bộ đến gần xe máy của chị đang đậu trên vỉa hè, rồi leo lên xe nổ máy. Phát hiện xe máy bị trộm, chị H liền lao đến nắm vào cản sau xe máy. Tên trộm rồ ga kéo chị H đi, khiến chị ngã văng vào một thùng điện, bị thương nhẹ. Người dân đuổi theo tên trộm nhưng bất thành. Công an phường 10 đã trích xuất dữ liệu camera nhà dân xung quanh để điều tra, truy xét nghi phạm. Bốn đối tượng gồm Võ Minh Khang, Nguyễn Văn Nhái, Nguyễn Công Hậu và Nguyễn Văn Gấm cùng tạm trú tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đang bị công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tạm giữ để làm rõ về hành vi cướp tài sản. Trước đó, tối ngày 16 tháng 7, các đối tượng chạy hai xe máy đảo quanh trên các tuyến đường vắng người thuộc địa bàn xã Tiến Hưng. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, khi phát hiện anh Đê, ngụ phường Tân Xuân, đang dừng xe máy một mình tại đường nội bộ thuộc khu công nghiệp Đồng Xoài 3, Gấm đã áp sát anh Đê và lấy bình hơi cay xịt vào mặt anh. Bị tấn công bất ngờ, anh Đê choáng váng bỏ chạy. Nguyễn Văn Nhái liền lấy xe máy của anh Đê. Sau đó các đối tượng giấu xe máy tại một bãi đất trống thuộc khu phố Bầu Ké, thị trấn Tân Phú. Sau thời gian truy xét, hôm qua công an thành phố Đồng Xoài đã bắt giữ 4 đối tượng tham gia vụ cướp. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hôm nay, công an thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Bằng, 28 tuổi, trú tại phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Theo hồ sơ điều tra, vào ngày 18 tháng 7, tại nhà cha cô Bằng ở khu phố Khanh Tiến, phường Trung Sơn, có tổ chức đám giỗ mời nhiều khách đến tham dự. Trong lúc ăn uống, Bằng xảy ra mâu thuẫn với một số người dẫn đến cãi nhau. Đối tượng đã lấy súng bắn nhiều phát làm hai người bị thương, trong đó có một người là anh trai của Bằng. Gây án xong, Bằng rời khỏi hiện trường. Công an thành phố Sầm Sơn cùng gia đình đã vận động Bằng đến cơ quan công an đầu thú.
Sáng nay, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường vụ một nam thanh niên tử vong tại phòng trọ trong tư thế treo cổ. Nạn nhân là anh Phan Văn Đạt, 26 tuổi, quê Cần Thơ, sống tại dãy phòng trọ nằm trên đường DT743, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An. Theo lời kể của cha nạn nhân, vào sáng nay, ông sang phòng trọ kêu con đi làm nhiều lần, nhưng không thấy anh Đạt mở cửa. Nghi có chuyện chẳng lành, ông nhìn qua lỗ thông gió thì phát hiện anh Đạt đã chết trong tư thế treo cổ. Trong quá trình lấy lời khai, người cha cũng cung cấp thêm thông tin. Hai cha con ông ở quê lên Bình Dương làm phụ hồ. Cuối năm 2022, anh Đạt lấy một người phụ nữ lớn hơn 10 tuổi làm vợ. Nhưng hôn nhân không hạnh phúc khiến anh luôn phiền muộn. Tối qua, anh Đạt có nhắn tin tâm sự với cha. Đến sáng nay thì xảy ra vụ việc. Dùng cây sắt đánh mẹ tử vong khi bị la rầy, Nguyễn Thanh Tùng, 50 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên án tù chung thân vào sáng nay. Theo cáo trạng, ngày 18 tháng 11 năm 2022, Tùng đi qua nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Liêm, 70 tuổi, ở kế bên nhà Tùng để lấy cơm ăn. Bà Liêm cằn nhằn Tùng suốt ngày nhậu nhẹt không chịu làm ăn, lo cho gia đình. Nghe vậy, Tùng liền về nhà lấy cây sắt đánh mẹ tử vong. Sau khi gây án, Tùng cất cây sắt và lên giường ngủ. Đến rạng sáng hôm sau, Tùng thức dậy báo cho người thân và đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Rạng sáng nay, một xe tải chở hàng đã bốc cháy ngùn ngụt khi đang di chuyển trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Xe tải chở ếch và ba ba lưu thông trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hướng từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh. Đến 2 giờ sáng nay, khi xe đi qua địa bàn huyện Châu Thành, thì tài xế phát hiện có lửa và khói bốc lên từ phía sau xe nên dừng phương tiện tìm cách chữa cháy. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, đám cháy đã bùng phát mạnh bao trùm cả phần thùng xe. Nhận tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn và Cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt chữa cháy. Tuy nhiên, phần thùng xe đã bị thiêu rụi, hàng hóa bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Thưa quý vị, chiều nay lễ khai mạc vòng chung kết World Cup nữ 2023 đã diễn ra sống động, ngập tràn màu sắc trên sân vận động Eden Park, Auckland, New Zealand. Lễ khai mạc diễn ra ngắn gọn trong 15 phút trước trận đấu đầu tiên của nước chủ nhà. Màn biểu diễn ca nhạc và nhảy múa của 200 nghệ sĩ và tình nguyện viên. Trong tiết mục này có màn biểu diễn điệu nhảy Hakka truyền thống của người bản địa Maori tại New Zealand. Hai nữ ca sĩ tay của cổ động viên. Đêm qua, chặng 17 giải đua xe đạp Tour de France đã khép lại với chiến thắng thuộc về cua rơ người Áo Felix Gan. Trong khi đó, tay đua người Slovenia Tadej Pogačar đã để đương kim vô địch Jonas Vingegaard gia tăng cách biệt trên đầu bảng tổng sắp. Chặng 17 đi từ Saint-Gervais-Mont Blanc đến Courchevel, lộ trình 165,7 km. Felix Gan của đội AG2R Citroën và Simon Yates của Jayco Anula liên tục có mặt trong top đầu của đoàn đua. Đến đoạn leo dốc cuối, Gan tung sức để vượt lên và duy trì lợi thế này để cán đích đầu tiên. Yates về nhì sau Gan khoảng 30 giây. Tadej Pogačar, người đang cạnh tranh chiếc áo vàng với Jonas Vingegaard, có một ngày không may mắn. Cua rơ người Slovenia liên tục gặp sự cố và chỉ có thể về đích thứ 22 ở trạng này. Vingegaard nhờ đó gia tăng cách biệt với Pogačar lên đến 7 phút 35 giây. Cua rơ người Đan Mạch đang đứng trước cơ hội bảo vệ danh hiệu khi mà giải năm nay chỉ còn 3 chặng đua. Hôm nay đoàn đua sẽ tiếp tục chặng 18 với lộ trình dài 185 km. Chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt.